Xin chào bác đến với video của em nha. Kênh hàng Nhật Bản thì kênh của em là bán các cả mặt hàng nội địa Nhật, thì địa chỉ em nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái này là số điện thoại chốt đơn bên em ha. Các bác ưng mẫu nồi nào chụp màn hình gửi qua Zalo số này, gọi điện hoặc nhắn tin cũng rồi không tốn phí ha các bác. Thì em ship hàng toàn quốc, ship code có cọc, nhận hàng được kiểm tra cắm điện. Thì em đang giới thiệu review với các bác là hai mẫu nồi cơm của hai hãng khác nhau, đó hãng Yuzi và hãng Tiger. Thì nồi đều là dung tích 1,8 lít. Thì lần lượt em sẽ lên tất cả các mẫu nha, vì review quay ngoại thất nội thất và phần chất lượng là cắm điện, cuối cùng làm báo giá cho các bác. Thì chúc các bác xem được video vui vẻ. Vì xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em nha các bác. Rồi thì để lên tiếp cho các bác một mẫu nồi thì sẽ chi tiết luôn. Thì mẫu trên màn hình các bác đang xem đó, mẫu nồi kiểu con dâu hiệu Yuzu đó. Thì hiệu này là thương hiệu vua đầu bếp tại Nhật, thì cơm rất là ngon. Nồi 1,8 lít mình cho gia đình mình đông người nha các bác đó. Nồi hình thức cũng còn khá là mới đẹp, sản xuất 2016 đó. Đó, rất là ok nha. Đây này, mặt mũi nó cũng còn rất là sáng đẹp ha. Đây, cận cảnh luôn cho các bác xem này. Rồi một phần ngoài nội thất là ok nha các bác. Cho mình vô phần nội thất. Nội thất thì gòn xanh. Đây học bia trong con đẹp đây các bác. Thì gòn xanh. Thì đặt xanh dẻo luôn nha các bác. Những cái nồi Yuzu á làm Yuzu này làm rất là tốt. Vì sao? Vì cái chất lượng của nồi á, đặt để lấy tên tuổi thương hiệu của ta lâu nay là cũng ok nha các bác. Có một hai đốm như vậy nha. Đó thì cũng có những vết gà mổ 1-2-3 đốm gì đó, còn như là đẹp ok nha. Rồi đem xe cho các bác dễ dàng sử dụng luôn. Đây là son Platinum nè. Son này là của Nhật nè. Nó cơm rất là ngon luôn. Son này thường là các bác chịu mua dòng này có son này lắm. Đây rất ok, lòng trong cũng sạch đẹp luôn các bác. Đây, thì lòng son đồ như hình vậy đó, em quay cận cảnh cho các bác xem nha. Mình mua hàng mình chốt cho nó nhanh. Thì ở mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, cọc cho em đi đơn cho các bác. Thì em đã cắm điện các bác, em cũng đã chỉnh chức năng đầy đủ về nấu cơm lắm này cho em nè, 5-4 phút nè. Rồi không nấu thì tắt lúc này, bấm vô đây mình chỉnh chức năng nè. Nấu siêu ngon là nó 79 phút đó, có tiếng đờn đặc trưng của hãng, có hẹn giờ luôn, có nấu sôi nấu cháo đầy đủ hết. Cái này là nấu sôi nè, nấu sôi là 60 phút hết tiếng đờn mình mới tắt được nha đó. Rồi cái này là nấu gạo của Nhật, cái này nấu cháo. Nấu cháo là 68 phút. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Em sẽ có video chi tiết hướng dẫn cho các bác sử dụng. Rồi, bấm vô đây là cái nồi của, cái này là nấu gạo lứt. Nấu gạo lứt là 84 phút. Thì nồi Nhật có chức năng nấu gạo lứt, thì các bác năng là gạo lứt. Thì bấm ngay cái chức năng này, cơm cực kỳ ngon luôn. Thì có hẹn giờ 2 buổi với các bác này, giờ chiều về sáng. Giờ buổi sáng gia đình các bác ăn tầm 9 giờ đi, thì các bác chỉnh lên cho em ha. 9 giờ. Bấm cái này, đồng hồ chạy ten ten rất là ok nha các bác. Thì ví dụ 9 giờ thì các bác buông ra, các bác bấm nút nấu cho em đó. Thì đúng 9 giờ thì các bác sẽ có cơm ăn, thì nồi chưa có nấu đâu. Tầm thì 8 giờ nồi bắt đầu nấu, chính đúng 9 giờ thì có cơm chín cho các bác ăn. Thì nó rất là đơn giản, nó sẽ tiện ích cho các bác là như vậy. Giấc chiều, ví dụ giấc chiều gia đình của bác là 7 giờ ăn cơm nha, thì mình bấm tới 7 giờ buông ra, bấm vô đây thì tầm là 6 giờ là 18 giờ nó bắt đầu nấu, 19 giờ sẽ có cơm cho các bác ăn. Nó đơn giản vậy thôi à, mà nó rất là phổ biến đó. Có chỉnh giờ là Việt Nam cho mình luôn đó, buông ra tự động rồi nó chết. Bây giờ muốn mình muốn bấm cái chức năng gì đó thì nó sẽ nhảy đây, chức năng này 66 phút cũng là nấu cơm luôn, cơm khô, cơm mềm, cơm cứng, cơm dẻo dai. Thì nói chung là những cái nồi này video sushi này thì dành chiên nấu cơm mềm dẻo, thì bác nào kiểu thích cơm mềm dẻo thì có mua cái nồi này nha các bác. Thì nồi này em đang để giá là 2,9 triệu đó, mua hàng cọc cho 500, còn 2,4 triệu và tiền ship. Nhận hàng được kiểm tra cắm điện trước mặt bưu cục nha, nếu chuyển đủ thêm bao ship cho, thì cọc thì các bác trả tiền ship. Nồi son Platinum này rất là đẹp luôn, son ngọc rất là đẹp. Ở trong đây thì nó có một hai cái vết gà mổ tí ti thôi, không ảnh hưởng gì hết nha các bác. Rồi nồi 2,9 triệu chuyển đủ em bao ship, cọc các bác trả ship, bán bảo hành cho các bác là 3 tháng, tránh trường hợp cắm nhầm điện. Rồi, mẫu tiếp theo là mẫu Tiger 1,8 lít sản xuất 2014, hình thức là cũng đẹp len ken luôn các bác. Đây
đó. Mẫu này là vỏ nhựa nè, không có cắn bóp chày xước gì nhiều hết, ngoại thất là đẹp lắm luôn các bác, tầm 99% trên nha đó. Cận cảnh các bác xem nè, nồi cũng là sản xuất 2014, công suất đồ của nồi nè, điện là 100W là công suất 1350W, và Moranjima là sản xuất tại Nhật. Thì ngoài phòng ngoại thất là ok các bác, đẹp 9 trên 10. Em đến phần nội thất thì gân xanh đó, gân xanh luôn các bác, áp suất bi 2 bi luôn cho mình nè, chiên nấu cơm cháy cơm rất là ngon đó, gân xanh mướt luôn nha. Đây thì như các bác thấy nha, em đã test ok ngon lành rồi đó, chỉ việc về mình bấm nút nấu thôi, còn muốn xài chức năng khác sẽ có video. Đây em test còn nước nè, lòng son sần đẹp không tì vết nha các bác đó, lòng son rất là đẹp, cái đáy son này đây, đó đáy cũng sần luôn ha các bác đó. Thì đây lòng trong thì em cũng sẽ cố gắng quay nhanh để không mất thời gian của các bác, rồi phần cắm điện báo giá luôn cho các bác nha. Đây, kính thưa các bác, em đã cắm điện rồi nha các bác, thì mua hàng liên hệ số điện thoại màn hình. Đây, em dí gần này, bấm lúc này là nấu cho em nè, em đang chỉnh chế nấu nhanh là bấm lúc này nấu cho em, thì nó cũng có hẹn giờ đầy đủ trơn hết đó các bác, thì không nấu thì tắt lúc này nè. Thì nên em chỉnh là chế độ là cơm trắng có trái nha, thì nồi Tiger chuyên nấu cơm trái thì phải là nấu cơm trái rồi đó các bác, bấm thêm lúc này, bấm thêm cái nữa. Đây, trừ trái nó lên là bấm gạo trắng và trái đó, gạo trắng và nấu có trái đó, rất là ok nè, đèn đèn nấu sáng lên này các bác thấy không đó, thì không nó nấu tắt lúc này cho em, có hẹn giờ với các bác nè, hẹn sáng hẹn chiều đó, giờ hẹn 30 phút sau nấu đó, thì không nó tắt cho em này, có này hâm cơm nè đó, đó đèn cũng sáng luôn các bác đây, đây đó đây đèn sáng nha, nhiều khi nó chá đèn các bác không thấy đó, đó có thang ngoài thì không thể tắt cho em. Cái này là hẹn giờ đúng phút nè, nó đồng hồ treo ngon các bác, rất là bình thường, thì đã test ok ngon lành, các bác có nấu xôi nấu cháo này kia đầy đủ với các bác hết. Thì nồi em đang để với giá yêu thương các bác là 3,4 triệu nha, đó 3,4 triệu mua hàng cọc cho em 500, còn 3,29 là tiền ship, chuyển đổi bao ship bán bảo hành các bác 3 tháng, tránh trường hợp các bác cắm nhầm điện. Thì mong rằng các bác xem được video nhớ đăng ký kênh nhấn nút là ủng hộ của em ha, thì xem được video mong chúc các bác vui vẻ thì mạnh khỏe sức khỏe dồi dào, mua mai bán rác. Em mua bán đất là em đó đùa thôi nha các bác, thì các bác cứ xem video nhấn đăng ký kênh ủng hộ em, chân thành cảm ơn, chốt suôn sẻ thì cho em mua mai bán đất đó, cái câu này em tính nói vậy đó mà nó bị lộn.